Chào các bạn, Việt Nhật đây. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm lắp ráp và bảo dưỡng bơm K3V63, K5V80 cũng như là một số dòng K3V thông dụng khác. Anh em lưu ý là đây là chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, không có cái mục đích là hướng dẫn hay là chỉ dạy hay là gì cả. Vậy nên là rất là mong muốn là mọi người có những cái kinh nghiệm quý thì có thể là chia sẻ để mọi người có thể cùng học hỏi. Bơm bơm K5V80 mà các bạn đã nhìn thấy, mình thấy khá là sạch sẽ, rất là sạch. Thì đang tháo bơm ngoài, tháo vê bơm ngoài ra, ba lô thì đã được tháo rồi. Tháo vê bơm ngoài sau đó là rút ruột rồi kiểm tra ba lô, bảo dưỡng ba lô. Về cơ bản thì để mà bảo dưỡng một cái bơm thì đầu tiên là cứ vệ sinh sạch sẽ, tháo rời toàn bộ các chi tiết. Vệ sinh sạch sẽ sau đó kiểm tra hư hỏng, cái gì hỏng thì mình thay mà cái gì mà phục hồi được thì phục hồi. Một cái kinh nghiệm là trước giờ thì mình ví dụ như là trước giờ mà khi mà những cái bơm nào mà có ba lô mà xác định là bảo dưỡng ba lô ấy, thì mình sẽ tháo những cái ốc của ba lô ngay từ đầu. Tại vì khi mà ba lô nằm ở trên bơm đồng nghĩa với việc là lúc đấy là nó thành cả một cái khối rất là chắc chắn và các bạn tháo ốc ở trên ba lô rất là dễ. Còn khi mà đã tháo ba lô rời xuống dưới khay rồi ấy, thì các bạn muốn tháo ốc thì lại phải giữ hoặc là lại phải 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 có nghĩa là khi mà đấy là ba lô nó chỉ là một chi tiết thôi nên là tháo nó sẽ khó hơn so với việc là nằm cả ở trên bơm. Bơm này đang bị gãy một quả piston, bị giật đứt một quả piston, giật đứt một cái đế đồng. Thường là nếu mà giật đứt đế đồng này thì cái quả piston mà bị gãy thì sẽ bị bó kẹt ở trong xi lanh, đồng thời nó sẽ bị mạt mạt rất là nhiều và khi mà mạt thì các bạn kiểu gì nó sẽ bị kẹt ba lô. Làm bơm hay là làm động cơ thì điều cốt yếu mình nghĩ vẫn là phải là sạch, làm gì thì làm nhưng nó phải sạch. Nó phải sạch và cảm giác như là nó phải rất là chuyên nghiệp ấy. Các bạn vào một cái xưởng nào hoặc là nếu mà các bạn thấy cái thợ của các bạn ấy làm bơm nó gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ thì kiểu gì cũng có những cái thiện cảm ngay từ ban đầu rồi. Mặc dù là chưa biết là chất lượng sửa chữa như nào, chưa biết, tôi không biết. Nhưng nếu mà làm nó gọn gàng, sạch sẽ là kiểu gì cũng có một cái thiện cảm. Còn nếu mà tháo bơm cứ vất tóe lung tung ra thì nói thật với các bạn chứ kể cả có giỏi đi chăng nữa thì nhìn nó cũng cảm giác nó không được nó không được vui cho lắm ấy. Bảo dưỡng bơm K3V thì cũng nói chung là bơm này cũng là một bơm phổ thông rất là đơn giản thôi, không có gì phải phức tạp cả. Bơm này nếu ai làm quen thì chắc bảo dưỡng một cái ba lô mất khoảng mình nghĩ chắc mất khoảng 15 phút. 15 đến 20 phút bảo dưỡng cái ba lô, em làm cẩn thận. Nói chung không không có gì khó khăn cả. Lưu ý duy nhất ở trên trong cái ba lô của K3V là nó có một cái ti ba bậc. Ti ba bậc đấy nó gần như là cái điều cốt lõi, đây nó nằm ở trong cái chi tiết này. Nằm điều cốt lõi của ba lô. Nếu mà cái ti ba bậc nó mà kém thì gần như cái ba lô ấy kém. Nó để làm cái mục đích để giảm tải cũng như tăng tốc cho bơm. Rất là sạch, đánh bóng tất cả những cái chi tiết. Một cái bơm mà ví dụ như chảy dầu ấy thì thường là những cái bề mặt lắp ghép nó không được sạch. Đây rất rất là cẩn thận. Ví dụ như là cái mặt cầu này, cái mặt cầu mà đang đánh bóng các bạn có thể nhìn thấy cái mặt này nó sẽ ăn vào cái gioăng ở chỗ cái gối trao. Gioăng ăn gioăng gối trao thì thường thường là ví dụ như là nếu mà kiểu gì là nó sẽ có cái những cái lớp bẩn lâu ngày ấy. Lớp bẩn lâu ngày nó sẽ tạo thành một cái màng gờ và phải đánh thật sạch đi. Sạch thì nếu mà đã làm sạch thì chả bao giờ chảy dầu cả. Còn nếu mà các bạn để nó những cái bề mặt lắp ghép nó không được sạch ấy thì kể cả là các bạn có thay gioăng hãng đi chăng nữa hay là các bạn thay gioăng gì đi chăng nữa thì nó cũng chảy dầu thôi. Sạch, đánh bóng sạch sẽ, rũa, lấy giấy nhám mài sạch sẽ.
suất đầu trục cũng thế. Đây là đầu trục của bơm trong. Cái vị trí này là để lắp ổ bi và phớt đầu trục. Đánh bóng sạch sẽ không không gì cả. Kể cả đầu gối trao, này, các bạn thấy rất là sạch. Này làm sao mà chảy dầu được. Không bao giờ để một cái vết gợn, vết vết gợn hay vết bẩn nào cả, kể cả là các mặt ba lô cũng thế. Bề mặt ba lô lấy giấy nhám đánh đánh bóng lên, đánh sạch. Sau khi mà làm sạch tất cả những cái chi tiết, các bạn rửa sạch xịt khô và để lên trên một cái bàn làm việc, để trên một cái khay để mà chuẩn bị lắp ráp bơm ấy. Nói thật là cảm giác lúc đấy nó có một cái cảm giác thì rất là thích. Rất là thích. Tại vì thứ nhất ấy là mình nhìn cái thành quả của mình. Cái thứ hai là mình cũng tự tạo cho mình một cái ý thức, tạo thành một cái thói quen cho các bạn. Gối trao này thì không có hỏng, mình nhìn thấy không có bị rỗ nên là đang mài giả lại. Bây giờ là bôi màu để lấy vết, lấy cái mức độ tiếp xúc. Bọn mình làm nghề nên là chúng tôi là rất là hiểu, là ví dụ chi tiết nào thì bắt buộc là các bạn hoặc là chủ máy phải dùng hàng thật là xịn, và chi tiết nào các bạn có thể dùng hàng nó vẫn là đồ tốt. Tuy nhiên là mình có thể lựa chọn những cái phân khúc khác để làm sao nó tiết kiệm. Ví dụ như là trong một cái bơm K3V thì là cái bộ gối trao các bạn có thể tiết kiệm được. Các bạn có thể dùng hàng 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 phân khúc trung bình cũng được. Nhưng xi lanh mặt trà piston thì các bạn bắt buộc phải dùng hàng xịn. Tại Việt Nam thì không có quá nhiều xưởng sửa chữa có cái lò hơi thì đây là lò hơi nước, cũng có thể là có cả dầu diesel. Lò hơi nước thì mục đích là nó sẽ làm sạch tất cả những cái lỗ dầu, và hai ấy là sẽ chống han, về cơ bản là làm sạch thôi. Chúng tôi nhập khẩu và phân phối về phụ tùng và máy xây Mình dựng bên Việt từ nhà Nhật. sản xuất gốc, xuất xứ Nhật, Anh, Đức, Mỹ, Hàn. Các bạn có thể tìm kiếm những cái sản phẩm mà đang cần tại website vietnhatpart.com. Rất nhiều sản phẩm các bạn có thể tìm kiếm ở tại cái mục mục tìm kiếm, hoặc là theo danh mục sản phẩm phụ tùng động cơ, phụ tùng điện điều khiển hoặc hộp đen màn hình. Ví dụ phụ tùng điện điều khiển chẳng hạn. Hoặc các bạn có thể tìm kiếm trực tiếp cả sản phẩm thì đều được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất gốc. Bây giờ là bảo dưỡng ba lô. Công đoạn bảo dưỡng ba lô thì ba lô này không có gì quá quan trọng cả. Mọi người cứ làm sạch và lắp là được. Này làm vài lần là quen. Ba lô của K3V thì có một cái chi tiết, đó là ti ba bậc. Ti đấy thì bắt buộc phải kiểm tra. Nếu cái ti ba bậc cái nó kém thì xác định là nên có cái phương án để sửa chữa cũng như là hoặc là thay mới ba lô. Ti ba bậc nó gần như là cái yếu tố nó là cái điều quan trọng nhất trong đối với một cái ba lô của K3V. Ba lô K3V thì có hai mắt cài thì nói chung là làm là nó sẽ quen thôi, nó không có gì phức tạp quá cả, rất là đơn giản. Quan trọng nhất.
sử dụng Zalo mình thấy rất là đơn giản thôi, các bạn làm vài lần sẽ quen hết rồi. Mọi người lưu ý là làm ba lô thì phải sạch, mà cũng chả phải là ba lô đâu, cái gì cũng phải sạch hết. Từ đầu video đến giờ lúc nào mình cũng nói đến cái từ sạch, tại vì lắp mà không sạch thì gần như là cái bơm ấy hy sinh. Tại vì kiểu như là cái bơm ấy, làm bơm hay làm động cơ nó ở cái, nhiều khi nó ở cả cái tính cách, cái việc cẩn thận của con người. Nếu mà cái vấn đề đơn giản nhất là sạch mà các bạn không giữ được ấy, thì gần như là cái tính cẩn thận của cái người làm cái bơm gần như là không có. Và cái tính cẩn thận của làm cái bơm không có ấy, thì nó sẽ có nguy cơ là cái bơm nó sẽ nhanh hỏng. Lắp gối thì lúc nào cũng phải tra dầu, đây tra này rất là chuẩn. Bên 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 team service của bên mình làm cũng như thế này, bao giờ là có một lớp màng dầu dưới, một lớp màng dầu trên, và các bạn lắp chi tiết. Cái màng dầu ấy thì mục đích đầu tiên là bôi trơn. Có cái này thì bên mình không làm như này. Khi mà bạn đặt cái vỏ bơm xuống cái phần gối, bạn dùng hai tay ở hai góc đối diện của vỏ bơm, bạn ấn một lực mạnh xuống là nó sẽ vào luôn, không cần phải đóng búa. Không đóng búa, mình cái dùng này mình không đóng búa, tại vì nếu mà đóng búa ấy, nếu mà đóng đóng mà nó sai lệch ấy, nó ý là nó sai lực là kiểu gì là cũng bị cắn gioăng. Nên là dùng tay ấn cả hai vỏ bơm cùng một lúc. Bơm bánh răng. Bơm bánh răng thì để mà kiểm tra được bơm bánh răng hỏng hay không hỏng ấy, có một cách rất là dễ. Thì nếu mà bạn nào mà quan tâm thì các bạn có thể follow cái kênh của mình. Hoặc là tóm lại là các bạn cứ chịu khó follow mình. Lần sau mình có một cái bơm bánh răng, mình sẽ quay lại cái video cách kiểm tra bơm bánh răng. Cái cách kiểm tra đấy cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần tháo bơm bánh răng ra thôi, chủ máy cũng được mà quản lý cũng được. Chỉ cần tháo cái bơm bánh răng ra, sau đó là các bạn chỉ cần thử dầu là các bạn biết. Bữa bữa sau mình nợ các bạn, lần sau mình sẽ làm cái video để cho các bạn xem. Xi lanh thì anh em lưu ý là xi lanh của K3V có hai đời, không phải có hai đời mà có hai loại chất lượng. Một loại là xi lanh nòng đồng và cái loại thứ hai là xi lanh nòng đúc, có nghĩa là không có đồng. Thì về bản chất thì cái xi lanh nòng đúc nguyên khối ấy, nó sẽ chất lượng nó sẽ cao hơn so với nòng đồng và giá tiền nó cũng sẽ cao hơn các bạn nhé. Nhưng mà có điều kiện thì mọi người nên dùng cái xi lanh nguyên khối, xi lanh nòng đúc. Vào xi lanh piston. Vào mặt trà, lắp mặt trà. Ở đây họ chế được một cái bộ đồ gá để mà gá bơm lên làm rất là dễ dàng. Còn nếu mà những cái xưởng ví dụ chưa làm được cái đồ để gá bơm ấy, thì các bạn mình thì cái bề mặt các bạn hình dung là cái bơm KV đấy thì có một cái mặt phẳng là mặt siêu phẳng, nó là cái mặt của mặt ba lô. Các bạn cho cái mặt ngược của ba mặt ba lô xuống dưới mặt mặt bàn, sau đó các bạn lắp rất là dễ, một người cũng có thể lắp được, rất là đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần đẩy vào là đẩy được, kể cả là cái bạn đấy là có nhỏ có yếu nhưng mà lắp 180 cũng vẫn lắp được. Tại vì không, ý là không cần dùng đến lực ấy, không cần dùng đến sức, mà chỉ cần kỹ thuật thôi, chỉ cần mẹo thôi. Bên mình có website là vietnhatpart.com. Bên mình chuyên nhập khẩu và phân phối phụ tùng máy xây dựng hàng từ nhà sản xuất gốc, xuất xứ Nhật, Anh, Đức, Mỹ, Hàn và một số nước khác. Rất mong được cái cơ hội để giao lưu kinh nghiệm cũng như là phục vụ quý anh chị, quý khách hàng. Tại vì về bản chất là
Chúng mình từ kỹ thuật đi lên, mình rất là hiểu kỹ thuật và mình biết là cái chi tiết nào thì các bạn có thể dùng dùng hàng trung bình, cái chi tiết nào các bạn có thể cái chi tiết nào thì bắt buộc phải dùng hàng xịn. Vì vậy là rất là mong các bạn có nhu cầu về phụ tùng thì có thể liên hệ. Mình tin chắc chắn một điều là với những cái kỹ thuật mà team của mình biết, chắc chắn là sẽ đưa ra được cho bạn một cái phương án thay thế sửa chữa tốt nhất, mang lại cái lợi ích cũng như là cái hiệu quả cao nhất đối với bạn, đối với quý khách hàng. Vì bán hàng chúng mình không phải không chúng mình bán bằng nghề, chúng mình có nghề chúng mình bán cho các bạn, nên là chắc chắn là những cái sản phẩm mà mình đã cung cấp là đều qua lựa chọn hết rồi. Lắp bơm thì anh em lưu ý là những cái chi tiết là phải gioăng giếc, là phải cẩn thận, tại vì nếu mà lên công trường kể cả một cái bơm đã ngon hết rồi nhưng nó lại chảy dầu, ui, đến lúc đấy thì nó thật là nó là bách nhục luôn. Cảm ơn quý anh chị đã xem.